Ủa đi đi đi. Mình xin. Saga, hôm nay cho gọi mình là Linh đây. À, có một anh em bảo là anh làm lại khẩu CQTC. Cái là CQTC nghĩa là cái gì ta? Mình nhớ là mình sẽ mình nhớ là tiếng Việt là gì, nghĩa là gì ta? À, anh làm lại khẩu này đi. Sao kiểu như là nó bị giảm sức mạnh rồi sao mà nó yếu lắm, nó yếu hơn trước. Ta hôm nay mình sẽ cùng anh em kiểm chứng xem nó có yếu thật không. Nào ra đây. Sao mà căng? Yếu à? Yếu với chúng tôi đấy. Ui giời ơi. Nhẹ nhàng anh em ạ. Game là dễ. Không yếu đâu anh em. À. Không được, không được. Mày chạy này, muốn xuất hiện đấy. Nào. Một thằng. Thằng bóng mát này, thằng bóng mát này. Má mình cứ mình chết cũng gần chết rồi. Ok, có anh em bảo là cái kiểu là sát thương cận chiến của nó với cả cái đam của nó đã bị giảm so với xưa ấy, nên là mình cũng muốn thử xem. Nhưng mà thực sự là nó mình nó yếu đâu, mà nó còn đẹp hơn, nhìn nó còn hơi mà mình nhớ là nó màu xanh xanh cơ. Nhưng bây giờ có bản màu, phiên bản màu orange. Orange. Ok. Mày chạy. Chạy ơ kìa. Ui giời, đây. Đó. À đây là tiến hóa rồi các em. Đây là bản tiến hóa bậc 1. Thế thì Pinaco nhớ lại cái CQTC là cái quân cái quân cha trách à? Cái quân mà phải nói nhất là gì đó, ok. Nhưng mà có vẻ cái chiến nó hơi chậm nhỉ. Nó thì kiểu là rũi súng em ạ. Xin nhẹ ba cái mạng luôn. Đầu to ạ. Ui, lên top luôn anh em ạ. Thế này các bạn chạy hết. Ôi. Sao lại có ai bảo yếu nhở? Chết thật. Thế nên là còn bảo em nó yếu thì khổ thân em nó chết. Ui không kịp. À đây rồi. Ây à. Ui. Mình biết ngay mà nó cầm Hot Rider. Mình đã đề phòng của đấy rồi mà. Không kịp. Từ từ anh em đợi một xíu. Không được, không được, không được, không được, không được. Được đấy. Mình của đấy mình đã tính lùi lại nhưng mà nó cầm MP5 Greenlander nó nhanh quá nhé. Ok mình vẫn ăn to nhé. Không được, không được, không được. Chậm lại, chậm lại, chậm lại. Sống chậm lại nghe. Thằng nào vừa cận chiến ta? Thằng top đúng không? Đâu rồi? Ma! Trời ơi! Cảo cái thanh nó mới đau thế này. Mình tưởng là mình lại bị cho nó gõ lại phát nữa. Đây này. Chạy đâu? Chạy đi đâu, chạy đâu, ok, kì, vẫn to, vẫn to, vẫn to. Ui, may quá, đi, nó chạy hơi nhầm hướng rồi. Ui, giật mình. Mẹ, là bố mày giật mình. Mình tưởng là không ai nhìn thấy cơ. À, ui, con đầu sắt, chưa được. Bị nó cao đau quá, bị nó cao đau quá. Mình là người heo hay sao? Mấy em nhớ like nhá, clip tới anh em muốn mình gọi là thử vũ khí gì thì cứ comment phía bên dưới. Mình sẽ là nếu mà mình có thôi, hiện tại thì nick này không phải nick của admin ấy. Nên là mình không thể là có những cái vũ khí trên trời dưới bể được. Mà may ra nếu mà anh em mà nick anh em có chẳng hạn thì có thể cho mình mượn. Mình review cho anh em chơi. Ê ui. Wait. Đó. Ôi mất top rồi kìa. Đồ hay nhá, thằng top nó chơi kìa God Rider với MP5 Greenlander. Biết chơi đấy. Bùm. À top đâu, top đâu. Được rồi.
Top à? Top của chúng tôi! Đừng bắt! Đúng rồi, Diễm Linh rời ơi! Mình chấp chết! Má, tiếc quá, quả đấy mẹ nó dâng lên tận mồm rồi! Thật top phải may đấy! Headshot này, cái headshot nhìn này. Ê, nó còn có Q-Max riêng mà anh em, Q-Max của quỷ. Đám đạn kia khủng. À, tao nó vẫn chưa được đấy. Nó đang là con đầu sắt kìa. À, nhanh đấy, tí nữa thì nó đập ơi, mình lấy tao rồi. Tí thì nó đập chúng mình. Thôi xong rồi. Ui đù, mạnh thế à, của khẩu Piston Revolver. Khẩu được bán thật. Mày làm gì? Mở được thanh rồi. Kinh nhỉ. Giờ anh em đánh nhau căng thẳng thế, đánh từ từ thôi. Mình vẫn hơn. Dù quên đó. Mình vẫn hơn thằng top 2, 20 điểm anh ạ. Chạy thế nào được mà chạy thế nào được. Chạy thế nào được mà chạy. Nó chạy, nó hoảng quá các bạn. Nó chạy cắm đầu vào tường. Quả này thụi mạnh cứ các bạn, cái này cứ đâm. Đừng nói là cần chiến vào đầu nhá, cần chiến vào mông và thông đâu cũng chết đi các bạn. Ôi, được. Ai ai. Đâu quá, đâu quá, đâu. Cuối đầu mình phải chơi hero kiếm thôi. Hay. Top nha anh em, với con top. Đấy, đẹp. Nhìn này đã đủ hiểu rồi nó. Thực ra sát thương của nó không phải là yếu đi đâu mà mình nghĩ là do anh em không để ý thôi. Bởi vì là thường thường trong một trận vua zombie ấy, nó có cái gọi là chỉ số lực ATK ấy. Nhiều khi anh em không để ý là kiểu mới đầu trận thì nó yếu là phải rồi. Về sau nó mới mạnh được. Mình sẽ đổi nhạc đây. Trời ơi. Có quảng cáo nữa. Đây rồi. Bài nhạc yêu thích. Mình thích bài này cực luôn đấy. M4 gold à. Có bóng ma này, nhìn có bóng ma xịt cute đi kìa. Nó có cái hai quả sừng. Ủa. Ơ. À mẹ thằng nữa. Mình tưởng mình tránh ra rồi. Ok. Hay. Mình vẫn liếm được, lưỡi dài, lưỡi dài. Một thằng. Cứu 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 cứu. Hay. Sống được, sống, mình sống, mình sống. Ô đâu, đâu. Má. Quả đấy mình đang định tính căn cận chiến này. À không kịp, không kịp. Trời đầu sắt yếu quá. 700 điểm. Cách thằng top 2 200 điểm nhỉ. Được, 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 mình nghĩ là ổn. Ui không chết kìa, nó nháy. Ui nó cháy rồi, đẹp thế. Tỉnh mạnh nữa chứ. Khổ thân mình thật chứ này. Mày con bóng ma nó có sừng nhìn được hài vẫn trưởng em ạ. Xong rồi, trận này không xong rồi. Kịp không, kịp không? Kịp, 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 không kịp rồi. Ôi, ba giải các bạn, được ba giải luôn, lâu lắm mình được ba giải này. Ôi, thế thôi. Anh có thể thấy là sức mạnh của nó thực ra nó không có gì là thay đổi cả. Có khi mình nghĩ là còn mạnh hơn trước ấy. Nên là em cứ yên tâm. Hôm nay hình như ở trong RPG đúng không? Nên là cố gắng một cày các bạn.
Mình tưởng nó yếu máu lắm rồi. Ok bye, chúc mọi người vui vẻ. Nhớ like nhá.